xin chào tất cả các em cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành với các em trong buổi học hôm nay cô xin tự giới thiệu cô là cô giáo nguyễn thu phương đến từ trường trung học cơ sở hùng cường thành phố hưng yên các em thân mến nhà thơ trần quốc minh đã từng viết những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con đêm nay con ngủ giấc tròn mẹ là ngọn gió của con suốt đời tình mẫu tử luôn là nguồn cảm hứng dạt dào trong thi ca. Có rất nhiều bài thơ viết về tình mẹ. Và với bài thơ con cò, nhà thơ chế Lan Viên đã thổi vào tâm hồn người đọc một luồng ánh sáng riêng. Hôm nay cô và các em sẽ cùng cảm nhận điều này. Cô mời các em đến với bài thơ con cò của nhà thơ chế Lan Viên. Phần 1 là mã, chúng ta sẽ cùng đọc và tìm hiểu chung. Một nhỏ, dựa vào phần chú thích trong sách giáo khoa, cô và các em sẽ tìm hiểu một số thông tin về tác giả. Nhà thơ Chế Lan Viên, sinh năm 1920, mất năm 1989, tên khai sinh là Phan Ngọc Hoan, quê ở Quảng Trị. Ông nổi tiếng từ trước cách mạng tháng 8 trong phong trào thơ mới với tập thơ Điêu Tàn. Những tập thơ sau này của Chế Lan Viên đều gây được tiếng vang lớn trong lòng công chúng. Vì thế, ông trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu của nền thơ hiện đại Việt Nam thế kỷ 20. Đặc điểm thơ của chế Lan Viên đó chính là phong cách thơ mang chiều sâu triết lý. Và năm 1996, ông được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Một số những tác phẩm tiêu biểu của chế Lan Viên như Tập thơ Điêu tàn xuất bản năm 1937. Tập thơ Ánh sáng và Phù sa xuất bản năm 1960. Tập thơ Hoa ngày thường Chim báo bão, xuất bản năm 1967. Như vậy, đến với phần 1, cô và các em đã có được những thông tin cơ bản về tác giả. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang tìm hiểu bài thơ. Hai nhỏ, bài thơ. Cô và các em sẽ cùng đọc và tìm hiểu chú thích. Các em chú ý một chút, bài thơ Con cò của nhà thơ Trế Lan Viên giống như lời hát ru của mẹ. Vì vậy, khi chúng ta đọc bài thơ này, cần chú ý một chút về giọng điệu có những câu thơ khi chúng ta đọc giọng thơ cần ngọt ngào êm ái giống như lời du của mẹ ví như con còn bế trên tay con chưa biết con cò nhưng trong lời mẹ hát có cánh cò đang bay lại có những câu thơ vì kết cấu câu thơ dài ngắn khác nhau cho nên nhịp điệu cũng có sự biến đổi linh hoạt ví dụ như lớn lên lớn lên lớn lên con làm gì con làm thi sĩ cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ trước hiên nhà và trong hơi mát câu văn. Tuy nhiên cũng có những câu thơ mang đậm chất triết lý suy ngẫm, ví như lời thơ Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Vì thế khi chúng ta đọc bài thơ thì cần chú ý một chút về giọng điệu của bài. Ở phần chú thích, các em có thể chú ý vào chú thích một trong sách giáo khoa. Mình đọc nhanh chú thích đó Cô mời các em cùng chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Dựa vào phần chú thích trong sách giáo khoa, các em có thể thấy bài thơ được viết năm 1962. In trong tập Hoa Ngày Thường, Chim Báo Bão, xuất bản năm 1967. Về phương thức biểu đạt chính của bài thơ, phương thức biểu đạt chính của bài thơ này là biểu cảm. Và chúng ta cùng xác định thể thơ. Các em thấy bài thơ có những câu thơ dài ngắn khác nhau. Như thế, bài thơ được viết theo thể thơ tự do. Về bố cục của bài thơ này, quan sát vào sách giáo khoa, các em có thể thấy bài thơ có 3 đoạn và mỗi đoạn tương ứng với một phần. Đoạn 1, chúng ta bắt gặp được hình ảnh con cò trong lời du của mẹ đến với tuổi ấu thơ của mỗi người. Đoạn 2 là hình ảnh con cò qua lời du của mẹ gắn liền với con trong những chặng đường đời. Và đoạn 3 là những suy ngẫm về tình mẹ và ý nghĩa lời du của mẹ. Như thế, nhìn vào bố cục của bài thơ, chúng ta thấy mạch cảm xúc được hình thành và phát triển từ hình ảnh con cò trong ca dao Con cò trở thành hình ảnh trung tâm của bài thơ này. Nhưng con cò trong thơ của trẻ Lan Viên không mang ý nghĩa tả thực. Đó là hình ảnh con cò mang ý nghĩa biểu tượng. Vậy, hình ảnh con cò trong bài thơ này biểu tượng cho điều gì? Cô mời các em cùng chuyển sang phần 25 mã, tìm hiểu chi tiết văn bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết văn bản theo mạch cảm xúc của bài thơ. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu mục 1. Hình ảnh con cò qua những lời du đến với tuổi ấu thơ qua đoạn 1 trong sách giáo khoa. Ở đoạn thơ thứ nhất, chúng ta bắt gặp hình ảnh người mẹ hiền bồng con thơ trên tay và cất lên lời hát du vậy trí vào sách giáo khoa em có thể xác định nhanh cho cô những câu thơ là những lời hát du của mẹ kem thấy đây chính là những câu thơ là những lời hát du của mẹ vậy ở những câu thơ này chúng ta thấy có bóng dáng của những câu ca dao khi đọc những câu thơ này chúng ta nghĩ ngay đến những câu ca dao như là con cò bay là bay la bay từ cổng phủ bay ra cánh đồng con cò bay là bay la bay từ cửa phủ bay về đồng đăng và chúng ta lại bắt gặp bóng dáng của câu ca dao con cò mà đi ăn đêm. Như thế, một yếu tố nghệ thuật rất đặc sắc trong đoạn thơ này đó chính là nhà thơ vận dụng sáng tạo ca dao. Ở đoạn thơ này, các em bắt gặp một hình ảnh thơ rất quen thuộc có phải không? Và đó chính là hình ảnh con cò. Nhưng chúng ta thấy hình ảnh con cò trong đoạn thơ này của nhà thơ Chế Lan Viên mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Vậy, hình ảnh con cò đó biểu tượng cho điều gì? Cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu trí cho cô vào đoạn thơ hình ảnh con cò bay la con cò bay lả mở ra trước mắt chúng ta một không gian như thế nào vậy các em chúng ta có thể thấy đó là một không gian rất bình yên của làng quê việt nam vậy hình ảnh con cò ăn đêm cò xa tổ cò gặp cành mềm cò sợ sáo măng gợi cho em liên tưởng đến những kiếp người như thế nào trong xã hội xưa và ở bài thơ này em nghĩ đến hình ảnh của ai các em có thể thấy, hình ảnh con cò ăn đêm, con cò xa tổ gợi cho chúng ta nghĩ đến những kiếp người lao động nghèo trong xã hội xưa mà các em đã từng được học qua những bài ca dao than thân trong chương trình Ngữ văn 7. Nhưng ở bài thơ này thì hình ảnh con cò lại gợi cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của những người mẹ, những người mẹ chịu nhiều vất vả, lặn nội kiếm sống để nuôi con. Và đấy còn là hình ảnh của những người mẹ tần tảo mẹ ta không có yếm đào nón mê thay nón quai thao đội đầu rối ren tay bí tay bầu váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa các em chú ý cho cô vào những lời thơ này vậy các em thấy qua lời du của mẹ hình ảnh con cò xuất hiện như thế nào vậy chúng ta có thể thấy qua lời du của mẹ hình ảnh con cò xuất hiện một cách rất tự nhiên và đi vào tâm hồn ấu thơ như thế hình ảnh con cò đi vào tiềm thức của mỗi người thật là tự nhiên phải không các em? Các em thân mến ở đoạn thơ chính thứ nhất ngoài hình ảnh con cò trong lời hát ru của mẹ chúng ta thấy còn có những câu thơ có sự xuất hiện hình ảnh của mẹ và của con bây giờ cô và các em sẽ cùng tìm hiểu những câu thơ đó các em có thể quan sát lên những câu thơ cô cung cấp đây là những câu thơ có hình ảnh của mẹ và của con chú ý cho cô vào hai câu thơ cò một mình có phải kiếm lấy ăn, con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ. Em hình dung như thế nào về cuộc đời của con và cuộc đời của con cò trong lời thơ này? Chúng ta thấy hình ảnh của con cò và hình ảnh của con được đặt trong thế đối sánh, đối chiếu so sánh với nhau để giúp chúng ta hình dung được cuộc đời của con và cuộc đời của con cò khác nhau như thế nào. Ở hai câu thơ này các em bắt gặp được hình ảnh con cò, con cò nó chỉ có một mình nó phải tự kiếm lấy ăn cũng có thể con cò ở đây là con cò con vì không có mẹ cho nên phải tự đi kiếm ăn đêm tối mưa gió bão chớp con cỏ con có thể thiếu kinh nghiệm đậu phải cảnh mềm nộn cổ xuống ao Chào ôi con cò con kia tội nghiệp và đáng thương quá chỉ bởi vì nó không có mẹ thế nhưng con thì khác con có mẹ con chơi rồi lại ngủ con được mẹ chăm sóc yêu thương bảo vệ như thế, hai câu thơ này giúp ta hình dung được niềm hạnh phúc vô bờ của những người con khi có mẹ. Và đó là một niềm hạnh phúc lớn lao, không gì có thể thay thế được. Ở những câu thơ này, em có thể xác định được cho cô biện pháp tu từ qua gợi ý ngủ yên ngủ yên. Và theo em biện pháp tu từ đó gợi tả điều gì? Chúng ta có thể thấy, ở đây tác giả sử dụng nghệ thuật điệp ngữ ngủ yên, ngủ yên, khiến cho câu thơ lúc này, nhịp thơ lúc này giống như nhịp bàn tay mẹ, nhẹ nhàng vỗ về âu yếm vào lưng con. Ở đoạn thơ này chúng ta còn bắt gặp những từ ngữ như tay, lời du, sữa. Theo em, những từ ngữ này gợi cho các em nghĩ đến biện pháp tu từ nào? Và biện pháp tu từ đó giúp các em cảm nhận gì về hình ảnh người mẹ trong đoạn thơ này? Các em có thể thấy, đây chính là những hình ảnh hoán dụ đẹp để chỉ tình yêu của mẹ. Mẹ luôn che chở, nuôi dưỡng và yêu thương con. Ở những câu thơ này, chúng ta còn thấy được một cuộc sống thực sự bình yên khi con có mẹ. Ở câu thơ này, các em có thể chú ý cho cô vào từ "cò ơi". cỏ ơi" chính là cách gọi con của người mẹ. Đó là tiếng gọi yêu thương xuất phát từ một tình yêu lớn lao và cháy bỏng trong lòng người mẹ. Cỏ ơi, con ơi, con cứ ngủ yên đi, con đừng sợ. Bởi vì cành có mềm, mẹ đã sẵn tay lưng. Có nghĩa là lúc nào mẹ cũng ở bên để chở che, bảo vệ cho con. Trong lời du của mẹ thấm hơi xuân. Hơi xuân ở đây có thể hiểu là vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời, là tình mẹ ngọt ngào, là sự mát lành của những lời du. Mẹ muốn mang những điều ngọt ngào nhất, ấm áp nhất để nuôi dưỡng tâm hồn con. Như thế, lời ru của mẹ thấm hơi xuân đã nuôi dưỡng tâm hồn con và dòng sữa ngọt ngào tinh khiết của mẹ nuôi con khôn lớn. Hình ảnh của những người mẹ lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho con bất giác lại khiến chúng ta nhớ đến hình ảnh người mẹ trong văn bản Mẹ tôi mà các em đã từng được học ở chương trình ngữ văn 7. Khi con ốm, mẹ thức suốt đêm để trông con mẹ sẵn sàng hy sinh một năm hạnh phúc để tránh cho con khỏi đau đớn một giờ mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con đấy các em ạ à, tất cả những người mẹ của chúng ta đều vĩ đại như thế và rồi chúng ta bắt gặp hình ảnh sữa mẹ nhiều con ngủ chẳng phân vân chúng ta thấy được một cuộc sống thực sự là bình yên khi có mẹ để rồi đứa trẻ bằng trực giác đón nhận tình yêu sự che chở của mẹ và say trong giấc ngủ đây là những kiến thức cô và các em vừa tìm hiểu ở đoạn thơ thứ nhất vậy đến với đoạn thơ này các em cần có thể chú ý cho cô một số lưu ý sau các em thấy yếu tố nghệ thuật rất nổi bật ở đoạn thơ thứ nhất đó chính là vận dụng sáng tạo ca dao và đoạn thơ mang âm điệu ngọt ngào của lời du vậy hình ảnh con cò ở đoạn thơ đầu tiên biểu tượng cho điều gì các em thấy lời du của mẹ chính là khởi đầu cho con đường đi vào tâm hồn của mỗi người mẹ đã mang cả điệu hồn dân tộc vào tâm hồn con. Như thế, hình ảnh con cò trong lời du của mẹ trở thành mạch nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người. Hình ảnh con cò ở đoạn thơ thứ hai biểu tượng cho điều gì? Cô và các em cùng tìm hiểu sang phần tiếp theo. Phần 2, chúng ta tìm hiểu hình ảnh con cò qua lời du gắn liền với chặng đường đời của mỗi người. Cô mời các em chú ý cho cô vào đoạn thơ thứ hai. Ở đoạn thơ này, cô có một số những gợi ý. Ví dụ như gợi ý của cô là ngủ yên, lớn lên, em xác định được biện pháp tu từ gì? Và theo em biện pháp tu từ đó tạo âm điệu lời thơ như thế nào? Chúng ta có thể thấy, ở đây tác giả tiếp tục sử dụng nghệ thuật điệp ngữ ngủ yên, ngủ yên, ngủ yên, lớn lên, lớn lên, lớn lên. Các em thấy lúc này, nhịp thơ giống như là nhịp võng đưa lôi và tạo cho âm hưởng lời thơ trở lên ngọt ngào, êm dịu. Chú ý cho cô vào những câu thơ. Cánh của cò hai đứa đắp chung đôi. Cánh trắng cỏ bay theo gót đôi chân. Cánh cỏ trắng lại bay hoài không nghỉ. Em có cảm nhận gì về nghệ thuật xây dựng hình ảnh thơ ở những câu thơ này? Các em có thể thấy ở những câu thơ này, những hình ảnh thơ được xây dựng bằng liên tưởng tưởng tượng phong phú và mang tính biểu tượng. Vậy, với những hình ảnh thơ được xây dựng bằng liên tưởng tưởng tượng phong phú, các em có thể thấy hình ảnh của con cò gắn liền với những chặng đường đời nào của con? Chắc là các em cũng có câu trả lời rồi phải không? Các em thấy hình ảnh con cò gắn liền với cuộc đời của con lúc con còn ấu thơ, khi con còn nằm trong nôi, lúc con bắt đầu đến tuổi đến trường và khi con trưởng thành. Hình ảnh con cò ở những câu thơ này còn mang ý nghĩa biểu tượng vậy theo em cánh cò ở những thơ, câu thơ này biểu tượng cho điều gì chúng ta có thể thấy hình ảnh cánh cò ở những câu thơ này biểu tượng cho tấm lòng người mẹ luôn theo con trong suốt những chặng đường đời qua đoạn thơ thứ hai chúng ta có thể thấy được hình ảnh biểu tượng của con cò lúc này con cò trở thành người bạn đồng hành luôn theo con trên những chặng đường đời các em thân mến, ở đoạn thơ này chúng ta thấy hình ảnh con cò và tuổi thơ, con cò và tình mẹ, con cò và cuộc đời mỗi người. Dường như có sự quyện hòa khó phân biệt. Cái màu sắc trắng phau phau trong sạch của cánh cò, cái sự dịu dàng của cánh cò bay lả bay la. Cứ như thế, gắn liền với cuộc đời mỗi người trong bước đường khôn lớn trưởng thành. Cánh cò là hình ảnh biểu tượng cho tấm lòng của người mẹ sự nâng đỡ dìu dắt dịu dàng mà bền bỉ của người mẹ luôn theo con trong những chặng đường đời lúc con còn ở trong nôi lúc con còn ấu thơ mẹ vui khi con ăn con chơi rồi lại ngủ con ngủ yên thì cò cũng ngủ cánh của cò hai đứa đắp chung đôi khi con đến tuổi đến trường mẹ cũng cùng con đến trường hình ảnh con theo cò đi học có lẽ gợi cho chúng ta nhớ đến hình ảnh của ngày đầu tiên đến trường ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay đến trường nhưng khi con đến trường con quen với lớp bạn bè và thầy cô yêu thương con thì lúc này cánh trắng cò bay theo gót đôi chân nghĩa là mẹ trở thành người bạn đồng hành bên con mẹ dõi theo bước chân con đi và mẹ mong muốn con bước đi trong cuộc đời bằng đôi chân của chính mình lớn lên con làm gì con làm thi sĩ nối nghiệp cha ông để mang cái đẹp đến cho cuộc đời và rồi cánh cỏ trắng lại bay hoài không nghỉ trong hơi mát câu văn như thế mẹ trở thành nguồn cảm hứng dạt dào mẹ trở thành động lực giúp con thành công trong bước đường lập nghiệp như vậy ở đoạn thơ thứ hai chúng ta thấy được hình ảnh biểu tượng của con cò con cò trở thành người bạn đồng hành trong cuộc đời của con trên suốt những chặng đường đời. Ở bài thơ này, nhà thơ còn thể hiện những suy ngẫm về tình mẹ và ý nghĩa lời du của mẹ. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu những lời thơ thể hiện suy ngẫm của tác giả về tình mẹ. Các em có thể quan sát lên những câu thơ cô cung cấp. Ở những câu thơ này, với những gợi ý của cô, Em có nhận xét gì về cách sử dụng từ ngữ của tác giả ở những từ dù, sẽ, mãi hoặc những cặp từ như gần xa, lên xuống? Em xác định được yếu tố nghệ thuật gì ở câu thơ lên rừng xuống bể? Vậy với một vài gợi ý của cô, chắc là các em cũng có câu trả lời rồi. Chúng ta thấy ở đoạn thơ này, nhà thơ sử dụng những từ ngữ mang tính chất khẳng định. Dù sẽ mãi, những cặp từ đối lập gần xa lên xuống và thành ngữ lên rừng xuống bể. Ở đoạn thơ này chúng ta còn bắt gặp hình ảnh con cò, vậy theo em biện pháp tu từ nào được gợi tả qua hình ảnh con cò vậy? Đó chính là hình ảnh mang tính ẩn dụ. Với những yếu tố nghệ thuật này, em hiểu gì về hình ảnh của người mẹ? Em hiểu gì về tình mẹ? Chúng ta có thể thấy, với những yếu tố nghệ thuật này, chúng ta cảm nhận được tình yêu thương con của người mẹ. Đức hy sinh quên mình vì con. Ở những câu thơ này, dù ở gần con hay ở xa con, dù phải lên rừng hay xuống bể, mẹ vẫn sẽ ở bên con, không lúc nào rời xa con. Mẹ mãi yêu con. Cụm từ mãi yêu con, ngắn gọn thôi, giản dị thôi, mộc mạc thôi, sao lại chứa chan tình yêu thương đến thế? Chỉ với ba từ mãi yêu con Chúng ta thấy được tình yêu dạt dào vô bờ của người mẹ. Cô mời các em chú ý cho cô vào hai câu thơ: Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Em xác định được biện pháp tu từ gì ở hai câu thơ này qua gợi ý của cô? Và ở hai câu thơ này thì giúp em hiểu gì về đặc điểm phong cách thơ của chế Lan Viên? Đây cũng là một yếu tố nghệ thuật trong bài đấy. Các em có thể thấy ở hai câu thơ này, tác giả sử dụng điệp ngữ vẫn. Cùng với đó, hai câu thơ là hình ảnh mang chiều sâu triết lý. Vậy theo em, chiều sâu triết lý được thể hiện như thế nào ở hai câu thơ này? Chúng ta thấy hai câu thơ nói về tình mẫu tử thiêng liêng. Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Có thể được coi là hai câu thơ rất hay trong bài Hai câu thơ này là hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng và có mang lại những cái hình ảnh mang chiều sâu triết lý. Con dù lớn nhưng với mẹ con vẫn là đứa con bé bỏng. Mẹ vẫn muốn được yêu thương, bảo vệ, bao dung con như lúc con còn ấu thơ, như lúc con còn nằm trong nôi. Đi hết cuộc đời thì tình yêu của mẹ, tấm lòng của mẹ dành cho con sẽ không bao giờ thay đổi. Mẹ luôn là nơi bình yên con có thể tìm về. Mẹ luôn chờ con sau mỗi chuyến đi xa. Mẹ luôn rộng cửa đón chờ con ngay cả khi con vấp ngã. Và ở những câu thơ này, chúng ta thấy được một quy luật, một triết lý, đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng, tình mẫu tử bền chặt sắt son. Như vậy, các em có thể thấy từ cảm xúc mà mở ra thành suy tưởng, rồi khái quát thành triết lý. Đây chính là đặc điểm phong cách thơ của chế Lan Viên. Vậy ở những lời thơ này, nhà thơ ngợi ca điều gì? Chúng ta có thể thấy, ở những câu thơ này, nhà thơ ngợi ca tỉnh mẫu tử, tỉnh mẫu tử thiêng liêng. Ở đoạn thơ này, nhà thơ còn có những suy ngẫm về lời du của mẹ. Cô và các em cùng tìm hiểu ở đoạn thơ cuối. Các em có thể chú ý lên những câu thơ cuối mà cô cung cấp. Cô gợi ý một chút nhé. Câu thơ đầu tiên này, à ơi, câu thơ này giúp em cảm nhận gì về giọng điệu của đoạn thơ? chúng ta thấy giọng điệu của đoạn thơ rất là ngọt ngào, dịu êm và nó khiến cho lời thơ giống như một lời hát du. Ở đoạn thơ này, các em cũng tiếp tục bắt gặp những hình ảnh thơ mang chiều sâu triết lý. Ví dụ hình ảnh một con cỏ thôi, con cỏ mẹ hát cũng là cuộc đời vỗ cánh qua lôi. Đây tiếp tục là hình ảnh mang chiều sâu triết lý trong thơ của trẻ Lan Viên. Và hình ảnh này gợi những suy ngẫm của tác giả về ý nghĩa lời du của mẹ. Vậy, lời du của mẹ có ý nghĩa gì? Các em có thể thấy lời du của mẹ thể hiện tình mẹ bao la. Lời du của mẹ còn là những bài học về đạo lý làm người. Đây chính là ý nghĩa cao đẹp của lời du. Mẹ du cái lẽ ở đời, sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Bà du mẹ, mẹ du con các em có thể thấy những lời hát du của mẹ chứa đựng tình yêu bao la của mẹ những lời hát du đó còn là những bài học về đạo lý làm người mẹ gửi những bài học về đạo lý làm người trong lời hát du với hy vọng sau này con khôn lớn con biết yêu thương cảm thông chia sẻ biết quan tâm giúp đỡ những người xung quanh để trở thành người có ích cho xã hội như thế lời du chính là tình đời tình người rộng lớn dành cho con mẹ đã nuôi dưỡng tâm hồn con bằng điệu hồn dân tộc. Và đây chính là ý nghĩa cao đẹp của lời du. Đây là những kiến thức cô và Kem vừa tìm hiểu ở đoạn thơ thứ ba. Và ở đoạn thơ thứ ba, chúng ta có thể thấy yếu tố nghệ thuật rất nổi bật, đó chính là hình ảnh thơ mang chiều sâu triết lý. Và ở đoạn thơ này, hình ảnh con cò biểu tượng cho điều gì? Hình ảnh con cò biểu tượng cho tình mẹ, biểu tượng cho tấm lòng người mẹ. Như thế, các em có thể thấy ở ba đoạn thơ, hình ảnh con cò có sự thống nhất và phát triển. Và để khái quát về những kiến thức nghệ thuật nội dung, cô và các em cùng chuyển sang phần 35 mã tổng kết. Về nghệ thuật của bài thơ Con cò, chúng ta có thể thấy bài thơ viết theo thể thơ tự do, giọng thơ ngọt ngào và nhịp điệu thơ biến đổi linh hoạt. Nhà thơ rất thành công với việc vận dụng sáng tạo ca dao Hình ảnh con cò là hình ảnh mang tính biểu tượng và được xây dựng bằng trí liên tưởng, tưởng tượng phong phú. Một số biện pháp tu từ như ẩn dụ, điệp ngữ, vân vân cũng được sử dụng rất thành công. Về nội dung của bài thơ này, bài thơ ngợi ca tình mẹ, ngợi ca ý nghĩa lời du của mẹ trong cuộc đời mỗi người. Qua bài thơ, chúng ta có thể thấy tác giả rất trân trọng tình mẹ, trân trọng những lời hát du và tin tưởng vào những điều tốt đẹp của con người bài thơ càng giúp ta thấm thía về tình mẫu tử và là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà thấm thía về đạo làm con. Để củng cố kiến thức bài học hôm nay, cô mời các em chuyển sang phần bài tập. Câu 1. Hình ảnh con cò trong bài thơ trên có ý nghĩa biểu tượng gì? Đáp án A, biểu tượng cho cuộc sống khó nhọc trước kia. Đáp án B, biểu tượng cho cuộc sống vất vả hôm nay. Đáp án C, biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam. Đáp án D, biểu tượng cho tấm lòng người mẹ và lời ru của mẹ. Chắc là các em cũng có đáp án rồi phải không? Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Cô mời các em cùng làm câu 2. Hình ảnh con cò trong thơ của chế Lan Viên được sáng tạo bằng thủ pháp nghệ thuật nào? Đáp án A là ẩn dụ. Đáp án B là hoán dụ. Đáp án C là liên tưởng tưởng tượng. Đáp án D là điệp ngữ. Và đáp án đúng của chúng ta đó chính là hình ảnh con cò được sáng tạo bằng bút pháp liên tưởng tưởng tượng rất là sáng tạo độc đáo. Cô và các em cùng chuyển sang câu tiếp theo, câu 3. Câu 3 cô có yêu cầu sau. Viết đoạn văn diễn dịch từ 8 đến 10 câu cho câu chủ đề: Chúng ta phải trân trọng tình mẫu tử. Đoạn văn có sử dụng phép nối, gạch chân. Như vậy, đây là kiểu yêu cầu mà các em thường bắt gặp trong các đề thi vào trung học phổ thông. Với đề bài này, cô hướng dẫn như sau. Về hình thức, các em cần xác định được yêu cầu của đoạn văn, đó chính là viết theo lối diễn dịch. Số lượng câu từ 8 đến 10 câu, sử dụng yêu cầu tiếng Việt là phép nối và gạch chân phép nối. Về mặt nội dung, cô có thể đưa ra một số gợi ý để các em viết đoạn, ví dụ như các em có thể sau câu chủ đề, các em có thể giải thích cho cô tình mẫu tử là gì, tại sao chúng ta phải trân trọng tình mẫu tử, chúng ta phải trân trọng tình mẫu tử bằng cách nào? Thì đây có thể là một số những gợi ý cô đưa ra để các em làm bài. Và để chuẩn bị cho buổi học sau, cô có một số những yêu cầu sau. Các em về nhà học bài, hoàn thành bài tập, tìm đọc các bài thơ viết về tình mẫu tử. Các em soạn bài mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải để tiết sau các thầy cô giáo sẽ lên lớp với các em. Qua các yêu cầu, tìm hiểu tác giả tác phẩm, phân tích cảm xúc của tác giả trước bức tranh mùa xuân thiên nhiên và mùa xuân cách mạng các em thân mến bài học của chúng ta đến đây là hết cô chúc các em mạnh khỏe học tập tốt hẹn gặp lại các em trong những bài học sau